Hello, chào cả nhà và Nhật Audio. Trong video hôm nay Nhật sẽ mang đến cho anh em mà một brand có một giá rất là siêu rẻ đến từ thương hiệu nội địa của Việt Nam là Băng Thình. Và dòng này sẽ có trên model là Pro 300G. Đây là dòng sản phẩm mà phải nói là rất là hay khi được trang bị ra một con chip giải mã âm thanh là cực kỳ là nổi tiếng 50195 nha anh em. Và dòng này là dòng mà của kỹ sư Băng Thình, nó là nổi tiếng từ xưa đến nay. Nhưng mà từ kỹ sư này thì nó sẽ học tập những công nghệ âm thanh của Mỹ. Đây anh em sẽ thấy là hầu hết tất cả các sản phẩm Băng Thình nó đều có chữ là của USA anh em, từ công nghệ âm thanh của Mỹ và được áp dụng trên tất cả dòng sản phẩm cũng từ thương hiệu của Băng Thình. Và chất âm của nó vẫn là rất là hay, và đặc biệt là nó chỉ ở phân khúc giá rẻ thôi. Mà hôm nay thì mình sẽ cho anh em với giá chỉ với 1.500.000 đồng. Nếu anh em muốn mua thì liên hệ trực tiếp với người có số điện thoại hoặc Zalo để được tư vấn và hỗ trợ mình nhé. Đây mình cùng xem qua về hình thức cũng như về thiết kế sản phẩm này. Bề mặt dưới dòng sản phẩm này thì đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ phân ba vùng nha, và vùng để mà điều chỉnh về micro 1, 2, phần bên đây để điều chỉnh về phần echo nha anh em, còn bên dưới là phần để điều chỉnh về phần nghe nhạc nha. Đây phần nghe nhạc thì anh em sẽ thấy là sẽ điều chỉnh về volume nghe nhạc, volume tổng. Còn đây là cái nút điều chỉnh về các giải bass, mid và treble anh em. Và điểm này là giá rất cao của mixer, thì nó có thể mà chỉnh là giải mix, có thể mà chỉnh sao cho phù hợp với tai của anh em nhất. Phía trên là phần điều chỉnh echo nha anh em. Đây volume, low là bass, high là treble anh em. Đây là repeat và delay là bay nhạc nha anh em. Bay nhạc này nghe phải là rất là hay em mà, anh em có thể mà hát tông giọng anh em có thể mà lên rất là cao mà nghe cũng bị chói tai anh em. Bay nhạc nó nhiệt đại nó rất là tốt, được rất nhiều anh em yêu chuộng. Còn bên đây là phần để điều chỉnh về micro 1 và micro 2 anh em. Và đặc biệt là con này nó sẽ điều chỉnh về từng cái tông khác nhau anh em, như là dòng 2006 anh em ạ. 2006 thì nó sẽ gộp chung micro 1 và micro 2, nó chỉ có một hàng thôi. Ví dụ như là giờ anh em thì có hai người đi, nam và nữ, thì anh em phải mà chỉnh tông giọng của từng người sao cho ra một chiếc âm nghe tốt nhất nha anh em. Ví dụ như là tông giọng của nam thì trầm hơn, tông giọng của nữ thì nó sẽ cao hơn, nên chỉnh nó sẽ có sự khác biệt anh em. Đây là giá rất là cao dòng mixer Pro 300G này. Đây phần sau dòng sản phẩm này thì con này sẽ xài điện 220V anh em. Con này được trang bị công nghệ âm thanh của Mỹ là sound power USA. Còn bên đây là các cổng để mà tiếp nhận nghe nhạc anh em. Chủ yếu là chúng ta sẽ cắm qua cổng out anh em. Ai này nó sẽ có hai cổng AB cho nên thể mà kết nối với các thiết bị nó dễ hơn. Còn bên đây là một số thông tin kỹ thuật khác của máy anh em. Nói chung cái này nó sẽ không quan trọng lắm. Và bây giờ mình sẽ vào nghe bài test sức âm của mixer và Băng Thình. Mời anh em. Và hiện tại thì Nhật đã kết nối cả dây loa và cả dây AV của sản phẩm nha anh em. Đây đang ghép với đẩy của loa sound AP300. Đây tín hiệu vào thì mình sẽ cắm vào cổng mà out cho anh em, out B. Còn cổng out thì mình sẽ xuất vào cái power anh em. Đây cổng out là mình sẽ cắm vào output của play anh em. Đây mặt trước sản phẩm thì nó sẽ có nút play. Cái này thì nó sẽ hoạt động như là tính năng là loa nét cho anh em. Đây mình sẽ để hát bình thường, xong một lát xong mình sẽ mở cái nút play này lên.
Và bây giờ thì mình sẽ test luôn vào phần micro của sản phẩm. Alo, 1, 2, 3, 4, alo, alo. Đây là phần chất âm khi trong sản phẩm này, khi mà anh em nghe nhạc, độ vang nhại của dòng sản phẩm này nó cực kỳ đỉnh luôn. Nhưng mà đầu tiên phần nghe nhạc cho anh em nghe trong mày thì bass, mid và jet tái hiện lại và nó là rất là xuất sắc cho anh em. Đặc biệt là giải bass nghe và nó là căng đét đẹp nghe mà. Dòng mày một trong những dòng mình đánh giá rất là cao, đặc biệt ở phân khúc giá rẻ. Ví dụ như anh em thở mà chơi thêm một cái pound của do sao AP300 này, giá thì chỉ có 2.9 triệu thôi nhưng mà kết hợp với cái ban băng hình này thì giá cũng chỉ có là khoảng là 4.6 triệu thôi nha anh em. Nhưng mà anh em hát karaoke vẫn là hết sảy nha anh em, mà nghe nhạc mà nó rất là hay cho anh em. Ở mùa này anh em mà có thêm một cái nút pre để mà anh em chơi như một cái loa nét anh em, tăng âm bên nghe vẫn là rất là đã luôn nha anh em. Và khả năng mà hát karaoke cho mày phải nói là rất là hay. Anh em thấy là mình vừa mới test micro anh em, vang nhại của nó nghe và nó rất là trong, nhưng mà tiếng nghe và nó là có một cái sức hút và độ vang thì nó và nó là rất là ok. Nhưng mà này mà nó là không điểm gì để chơi, không có tầm giá và nó là siêu rẻ của em này. Rồi em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này thì để làm một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nha. Xin chào và hẹn em trong những video lần tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.